đi cái tôi, kể cả quên đi một cái sĩ diện, quên đi kể cả mình đang là một tổng giám đốc, khi nói ra mình bị lừa xấu hổ lắm chứ. Như tôi xấu hổ lắm, nhưng mà mình quên đi cái xấu hổ mình để vì cộng đồng, để cho ở trong cộng đồng, trong nhân dân biết được là cái việc chữa bệnh đó thật sự không có. Thì may tay lành tay thì chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi của vào cuộc thì cũng đã trả lời cho nhân dân biết được rằng là 763 người chữa không hết bệnh đó, và đây là bài báo pháp luật gần nhất. Và chúng ta thấy năm tạm thời tới giờ điểm này, nhờ cái sự kêu gào tha thiết vì cộng đồng, đã 5 người chết, đã gửi đơn đến các cơ quan pháp luật của nhà nước, và chúng ta chờ đợi. Và chúng ta tôi đề nghị là cái công việc vừa qua là cũng nên là kết thúc ở chỗ nào, là chúng ta tin vào cơ quan pháp luật. Và vợ tôi sở dĩ tại sao thời gian vừa qua vợ tôi là một nạn nhân của một cái việc họ đi làm từ thiện để vận động, nạn nhân ở cái việc họ lợi dụng vào trong tôn giáo, hay nói rằng đi xây chùa trả nợ tiền làm chùa là bị là đổ nợ đó, thì trở thành một nạn nhân đi kêu gào và hy sinh cho cộng đồng, để cho cộng đồng biết được những cái trò ma mị mà nó hiện nay nó đang diễn và lưu diễn suốt 14 năm, để coi như là lừa dối trong cộng đồng, hy sinh cho cộng đồng, muốn nói lên để cho cái tiếng nói của người dân lên nói sự thật là những cái nạn nhân. Thì cái kết quả cuối cùng, vợ tôi là một nạn nhân, đầu tiên hết là một nạn nhân của Võ Hoàng Yên, thì rồi lại trở thành một nạn nhân của cái mạng xã hội, của truyền thông, của xã hội, của mạng xã hội, trong đó có Facebook, rồi trong đó có YouTube và trên mạng xã hội, trở thành một nạn nhân. Các bạn có biết không, những người mà chửi vào chửi vợ tôi vô cớ, vì vợ tôi đang đi đi hy sinh để cho cộng đồng biết được là không có cái chuyện chữa bệnh câm điếc, không có chuyện mà là như thế là phản khoa học, đã giúp cho đến giờ này giúp được gì và đã nhìn thấy được gì, là chúng ta có được cách đây hơn một tháng thì có chỉ công văn của chính phủ theo chỉ đạo của thủ tướng là về vấn đề dẹp loạn thần y, cái nội dung như thế. Và quý vị cũng thấy rằng thời gian gần đây trên phương tiện truyền thông nó giảm đi rất nhiều về cái chuyện mà gọi là thần dược, ba đời nhà tôi là thần y, ba đời nhà tôi coi như là thuốc gì coi như gần như trị bá bệnh, hay là những cái chuyện mà đi lưu diễn để chữa bệnh, để lừa gạt nhân dân giảm đi nhiều lắm. Cái này tôi nói thật sự một điều như thế, và chúng ta phanh phui ra một cái việc lưu diễn suốt 14 năm lường gạt ba tánh, thì thời gian qua là mừng. Và các bạn có biết không, khi vợ tôi về chuyện kiện Võ Hoàng Yên, đây là đi tìm công lý để chi, vừa giúp cho chính mình để tìm ra một cái chân lý và vừa giúp cho cộng đồng để tìm ra một cái nhìn ra một cái chân lý trong việc chữa bệnh, trong việc mê tín dị đoan. Tôi là cái người trước đây cũng từng đã mê tín dị đoan, trước đây cũng đã từng bị ma mị, mình đi sập cái hầm, mình không thể vô trách nhiệm với cộng đồng rằng là để cho người sau sập giống mình để chi, để chứng minh mình là người không dở, la lên quý bà con ơi, đằng trước này có cái hầm, né ra tất cả hai bên đường, né ra và kiếm cái tất cả hai bên đường, né ra và kiếm cái cây cắm vô đó, chỗ này có cái hầm. Vợ tôi có lỗi gì? Và những người mà vào chửi vợ tôi trên cái trang trên trên mạng ấy, là gồm có Quỳnh Ngọc Thiên Hương gì đó. Tôi thì tôi không có rành mạng lắm, vợ chồng tôi là nói thật với các bạn là không có rành về vấn đề là chơi trên mạng này, chỉ có thời gian gần đây thì tôi có mở cái trang Facebook là tôi viết về Phật pháp ngày nay, là tôi không có đành cho nông dân mạng, rồi thêm cái trang là gì vô thường, là bắt đầu vào chửi chửi mà đòi á, kể cả leo trên bàn thờ của ông bà tổ tiên của vợ tôi để phóng uế trên đó, rồi là vào là con gái, có một đứa con gái 15 tuổi, nó hồn nhiên, nó vô tư, con nít mà tội lỗi gì,
cũng lôi nó vô cắt. Cháu rất tội nghiệp, cháu coi trên mạng xong, các bạn biết không, bỏ học, bỏ học vì bị tổn thương, vì bị trách. Các bạn đi, các bạn xem thấy từ một cái nạn nhân của một cái việc lừa dối đi cứu trợ đồng bào miền Trung, tôi từ 4 gem xuống còn 2 gem, 2 gem 3, từ tiền bạc, từ chuyện lừa dối chữa bệnh cho nhân dân, hy sinh như thế để kêu gào lên để giúp cho cộng đồng, thì trở thành một cái nạn nhân cả hàng mười mấy ngàn con người vào chửi vô kế, vô cớ, không đụng chạm gì hết, không quen biết luôn, vào chửi. Các bạn là Nguyễn Phương Hằng đi, là vợ tôi, các bạn sẽ nhận được cái cảm giác gì khi mình bị như thế, mình bị như thế. Là tôi đi, khi nhận được, các bạn là đàn ông đi như tôi đi, khi nhận được cái cách những cái đoạn phim, những cái đoạn ghi âm, nó bị ổi đến mức độ nó ghép những đoạn ghi âm để chi, để phá vào, cho tan nát cái gia đình. Các bạn là tôi đi, các bạn là đàn ông là tôi đi, thì các bạn cảm giác như thế nào? Rồi các bạn có trách nhiệm như thế nào khi mình là người đàn ông mà vợ mình vừa bị lừa gạt, vừa bị một nạn nhân kia lại quay lại trở thành một cái nạn nhân nọ trên cộng đồng xã hội? Nhưng mà hôm qua tôi có đọc một cái văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông, mừng, tôi rất mừng. Tôi nói thật với các bạn như thế, tôi rất mừng, và tôi xin trăm ngàn lần, trăm trăm nghìn trọng và trăm ngàn lần cảm ơn Bộ Thông tin Truyền thông đã ra được cái quy định kịp thời để làm lành mạnh quá trên cộng đồng mạng. Nếu việc này mà ra sớm, vợ tôi đâu có phải biến thành không kiềm chế được cảm xúc. Các bạn tin không? Các bạn đóng thử gì một ngày đến hai ngày, các bạn nghe thử đi, trên cộng đồng mạng chửi vô cớ lắm, xúc phạm, lăng mạ đến mức độ, kể cả lăng mạ kể cả bản thân tôi, lăng mạ kể cả tôi, mà tôi không làm điều gì hết. Tôi không làm gì hết, cả một cuộc đời tôi làm, tôi hy sinh và tôi làm hết những gì tốt đẹp nhất cho xã hội. Bản thân tôi muốn đóng góp, tôi vẫn mãi mãi là một con người tốt thật sự để đóng góp vào trong cộng đồng xã hội tốt đẹp. Các bạn, nhất là các bạn nam giới, xin thưa các bạn thử đi, các bạn cảm giác chừng 48 tiếng đồng hồ là Quỳnh Y Dũng trong bối cảnh vợ mình là một nạn nhân của một việc bị lừa dối như thế, trở thành một nạn nhân của một sự lăng mạ trên cộng đồng mạng và không được bảo vệ, không được bảo vệ, và họ tha hồ lên đó, kể cả bản thân tôi, họ nói luôn là tôi là cái người mà làm có ngày hôm nay, là đi cướp đất của nhân dân Bình Dương. Nghe đau lòng. Các bạn biết không, khi tôi vào những năm 90, đất nước còn rất khó khăn, tôi chấp nhận hy sinh, kể cả dù khó khăn đến cỡ nào, hy sinh chính mình để tìm ra một cái giải pháp, đó là phát triển ra khu công nghiệp để góp một phần nhỏ cùng với đất nước thoát ra cái cảnh nghèo, để tạo được công ăn việc làm, và đóng góp được cho ngân sách, tạo ra công ăn việc làm và trở thành một cái mô hình để cho các địa phương khác cùng nhau làm. Các bạn biết vào những năm 90, 91, đi xin á, để thành lập doanh nghiệp, đăng ký tài trọng tài kinh tế thì phải có đất. Đi làm thủ tục đất đòi hỏi phải có doanh nghiệp, nó giống như con gà cái trứng. Để tôi mới nghĩ ra và xin và cho làm thí điểm. Và tôi làm thí điểm xong rồi tôi cũng không muốn. Lúc đó các anh các chú muốn cho tôi đi làm tỉnh này tỉnh kia nọ, tôi nói tôi làm ở đây là mục đích vì góp một cái phần để phá vỡ cái sự trói buộc khó khăn, để phát triển. Còn khi làm xong rồi ai làm thì mình chia sẻ lại hết bằng cả cái kinh nghiệm mình làm. Khi tôi đi đền bù, tôi luôn luôn, kể cả thượng tôn pháp luật và kể cả luôn luôn lấy luật nhân quả làm nền tảng, tôi đi đền bù đất cho dân, trị giá miếng đất đó 10 đồng. Các bạn biết tôi dám, tất cả cứ hỏi nhân dân Dị An, cái nơi mà tôi đền bù đầu tiên để làm khu công nghiệp, và tôi không muốn mang nợ. Họ chịu hy sinh để giúp cho tôi, chịu đền bù, thì ít nhất cái nhà cũ cũng ra thành cái nhà mới, ít nhất cái mộ đất cũng phải ra làm thành lại được cái mộ xây,
ít nhất á, là ra lại mua lại đền bù một mẫu, ra mua lại cũng một mẫu tương đồng như thế, và còn dư lại để làm vốn. Đó là tôi coi như tôi chia sẻ trước cái thành quả có được trong tương lai cho cái người đã hy sinh cho mình trên mảnh đất đó để mình làm, rồi giải quyết. Các bạn biết vào những năm đó giải quyết thứ dùng sống thành công còn 12 vạn con người có việc làm, rồi trên một cái nền tảng đó cả nước phát triển lên khu công nghiệp mà nó cho hiện nay nó trở thành một cái nền tảng then chốt của nền công nghiệp Việt Nam. Hiện nay tỉnh nào cũng có khu công nghiệp. Nói tôi là đi cướp đất của dân như có ngày hôm nay. Xin thưa các bạn, cứ tôi là cái người mà đi đền bù đất đai làm khu công nghiệp, và đến nỗi là các anh hỏi tôi tại sao không thấy đơn thưa. Tới giờ này chưa một người dân nào, tôi đi đến những cái vùng tôi đền bù, tôi dám ngẩng cao đầu lên và đi đến đâu bà con ở đó rủ tôi vào uống nước, kể cả vui vẻ đón chào tôi. Đó là cái trái tim tôi sống, tôi vì mục đích là tôi làm để phát triển. Và tôi cũng từng nói rồi, cái tôi có là tài sản tôi đang có cũng giống như của Bá Tánh. Và đến một ngày nào đó khi cần thiết đúng lúc tôi dâng hiến để phục vụ cho đất nước, kể cả cho nhân dân trong những lúc cần thiết, để chi, để bảo vệ cộng đồng, để trả ơn cho đất nước, trả ơn trong đó có đồng bào, trả ơn cho đồng bào. Tại tôi có một bốn cái ơn, cái ơn rồi kể cả ông bà cha mẹ tổ tiên. Tôi là một cái người luôn luôn trọng cái tứ ân, và trong đó tôi học ở Phật, tôi kính Phật, tôi yêu Phật, để tôi làm sao mình trả ơn cho nó đúng. Tôi nói thật với các bạn như thế. Và cả cuộc đời tôi cũng không biết hưởng thụ, tôi chỉ biết làm thôi. Cả ngày chỉ làm, đến giờ này tôi vẫn làm một ngày 20 tiếng đồng hồ có, 18 tiếng có. Nhân viên tôi đều biết hết. Và tôi sống rất là đơn giản, tôi nói thật như thế. Là lên trên mạng chửi xối xả, nào là coi như là tôi đi là cướp đất của dân. Xin thưa, đất nước chúng ta có pháp luật, có cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tôi muốn đi cướp của dân dễ như thế sao? Và tôi là cái người sống hồi giờ là không có dựa dẫm vào. Tôi làm cái gì là khó khăn là tôi muốn chia sẻ, tôi làm. Và tôi không có nương tựa vào để tôi làm, để tôi được hưởng lợi cái gì. Tại vì tôi xác định rằng tôi làm có được, tôi không chiếm hữu. Và tôi muốn chia sẻ lại cho cộng đồng. Các bạn thấy vừa qua trên mạng, chửi vô tội vạ. Mà may thay lành thay hôm nay, phải nói là một điều rất là mừng. Tôi mừng mà đến nỗi muốn rơi nước mắt, vì bộ truyền thông, thông tin truyền thông đã ra được văn bản để bảo vệ. Tôi thấy vợ tôi như thế lên cộng đồng mạng mà bị xối xả lăng mạ như thế, thì trước vợ tôi và tôi thì biết bao nhiêu là nạn nhân của cái mạng xã hội này, có khi nó trở thành con dao hai lưỡi. Nó làm cho chúng ta bị tổn thương nếu chúng ta mà không đủ bản lĩnh như tôi, nhất là phụ nữ, nhất là những đứa con nít, đặc biệt là trẻ con, nó vô tội lắm, nó không tội gì hết, kể cả lôi luôn ông bà tổ tiên vào. Các bạn thấy không, các bạn thấy một cái tai hại không? Thì may, nói chung là tôi nói thật sự, tôi xin là thành thật cảm ơn bộ thông tin và truyền thông kịp thời. Nếu mà ra sớm bên này được bảo vệ thì vợ tôi không trở thành một cái nạn nhân trên cộng đồng mạng. Nhiều lúc bất cứ phụ nữ nào, các bạn thử một cái cảm xúc đó đi, là Nguyễn Phương Hằng, khi bị người ta lăng mạ như thế thì không kiềm chế lần nữa, nhiều lúc sơ sót một vài câu nói. Các bạn thấy không, cả hàng chục ngàn con người lập lên những cái nhóm vô thường, rồi cái nhóm Quỳnh Ngọc Thiên Ngân, kinh khủng lắm. Tôi có ngồi tâm sự, kể cả những anh em làm công tác pháp luật cũng góp ý cho chúng tôi rất là nhiều. Và tôi nói thật, tôi không làm gì cái này. Cái nào tôi dốt, tôi nói tôi dốt. Tôi mà dốt ba cái vụ mà sử dụng điện thoại, máy vi tính hay là cái vụ mạng này là tôi chịu thua. Cái này nói thật, kể cả cái Facebook tôi nhờ một cái nhân viên ở trên Đại Nam quản lý giùm. Thứ nhất là cái Facebook mở lên để hướng đến gì thánh thiện, chứ không phải là cái nơi ở đây là để vào là để mà chửi nhau, hay là cái nơi đây là cái nơi mà để vào để mượn, để xúc phạm người khác. Nên là thôi nói với các bạn, ngay cả tôi dòm ở trên cái Facebook tôi gõ lên chữ Quỳnh Lý Dũng, rất là nhiều cái trang Facebook già. Và tôi cũng mong muốn
là quý anh em, quý cô chú, tất cả chúng ta nên là cảnh giác. Đó, mượn tên tôi hay là mượn tên vợ tôi xúc phạm người khác hay là kích động gây những điều xấu, mà đặc biệt là tôi là thôi nói thật, còn một hơi thở cuối cùng tôi cũng chống lại cái sự kích động để gây sự bất bình yên của người dân, của đất nước. Là tôi là cái đó, là cái máu bộ đội tôi là nó nổi lên. Và tôi xác định cuộc đời của tôi là sau khi kháng chiến tôi đi bộ đội về là tôi quyết tâm kiến quốc. Vì cái nền tảng của tôi là kháng chiến, mà nếu không kiến quốc, kháng chiến tiếp, nên tôi lại trở thành một chiến sĩ trên cái mặt trận kiến quốc để góp một phần nhỏ cùng với cả đất nước để làm sao cho đất nước mình thoát nghèo, đất nước mình phát triển. Thì đó là cái điều mơ ước và mong chờ. Tôi năm nay cũng 62 tuổi rồi và tôi nói các bạn, cái mạng truyền thông nó thật sự nó kinh khủng thật. Tôi nên nhiều lúc tôi ít cái mở điện thoại ra tôi coi trên đó lắm. Mà nhất là vợ tôi khi bị lôi cuốn vào, bị dần dắt vào thì bị tổn thương ghê gớm lắm. Tổn thương đến mức độ mà có khi mất ngủ, có khi nước mắt á. Trong cái công chuyện vừa rồi mà hy sinh kể cả bản thân mình để tìm lại một cái chân lý thật sự cho cộng đồng, cho nhân dân mình đừng bị lừa gạt. Nước mắt đựng bằng xô và không có một cái giấc ngủ bình yên, không có một cái giấc ngủ bình yên. Nên tôi nghĩ rằng không phải vợ tôi là một nạn nhân đâu, cô này đâu, mà rất là nhiều trên xã hội là một nạn nhân. Nên là vợ tôi vừa qua kêu gào vì cộng đồng thôi, đến giờ này đem lại được cái gì? Và cái kết quả cuối cùng Nguyễn Phương Hằng làm được trong bao nhiêu tháng qua, thứ nhất, ai cũng thấy được Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh câm điếc, các cái bệnh gì mù mắt này kia không có chữa được bệnh, để không còn ai bị lường gạt nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta trao một cái niềm tin, khi người ta nói là người ta Võ Hoàng Yên là ở tịnh độ cư sĩ, ta lợi bụng vào trong tôn giáo, rồi người ta lợi dụng vào cái từ thiện để người ta vận động cái chuyện thiên tai bạo lực, rồi là người ta không thực hiện được đúng cái người mà gửi niềm tin cho mình, kể cả gửi vật chất và tiền bạc cho mình đến những cái nơi cần thiết, đó là đồng bào tôi dân miền Trung. Các bạn biết tôi dân miền Trung, tôi đã từng sống trong cái cảnh lũ lụt từ trước năm 1975 cũng có, sau năm 1975 cũng có. Từ tôi là một cái đứa bé 10 tuổi bắt đầu có hiểu biết cái cảnh lụt lội thiên tai của đồng bào mình khốn khổ lắm. Lúc đó một gói mì gói hay là một miếng mắm, phải không, hay là một tấm chăn thôi, khi trời rung là đau khổ lắm các bạn, đau khổ lắm. Khi mà người ta bị tổn thương về bị lừa gạt là người ta trở thành một nạn nhân đau khổ đến cỡ nào. Xong cái nạn nhân đó rồi lại trở thành một cái nạn nhân của cộng đồng xã hội, càng hai cái nhóm mà này càng chục ngàn con người vào để đi sỉ vả lăng mạ trong khi không quen biết, là đây là cái gì? Hôm nay tôi nói thật sự, tôi cứ cầm cái văn bản này tôi sung sướng lắm. May thay, tôi nói may thay, lành thay, sắp tới tôi và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn trên cái cộng đồng mạng này nó mang lại một cái nét văn hóa vốn có của dân tộc chúng ta, đóng góp tất cả mọi người lên đây là một cái sân chơi trí tuệ và đồng thời thánh thiện, có văn hóa. Có văn hóa là gì? Có chân, có thiện, có mỹ, cái đó là cái vốn có của dân tộc chúng ta. Và chúng ta giữ gìn được cái bản sắc dân tộc chúng ta, dù YouTube hay Facebook hay là những cái mạng xã hội ở bất cứ một quốc gia nào, đó là chuyện của các anh. Nhưng mà các anh qua một cái ranh giới của đất nước Việt Nam chúng ta thì anh phải tôn trọng cái luật pháp của nước sở tại, anh phải tôn trọng cái nét văn hóa của nước sở tại. Đó là một sự công bằng, đó là sự công bằng. Nên là tôi mong muốn, tôi cầu xin và mong muốn trên mạng Facebook, trên mạng YouTube và trên các nói chung là mạng xã hội sẽ lành mạnh quá và đưa ra những cái luật thật là nghiêm khắc, quốc tế quốc pháp gia các quan quỷ. Anh vào anh kinh doanh gì, anh bước vô cái ranh giới, anh nhập khẩu vô đất nước chúng tôi là anh phải chịu sự chi phối của nước sở tại. Đó là cái điều là tôi rất là mừng
Và tôi một lần nữa, đây là lần thứ ba, tôi cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông. Nếu cái này ra sớm, mừng lắm. Nên là qua một cái quá trình dài như thế, cái câu chuyện vợ Hoàng Yên thì vợ tôi rất là đơn giản. Rồi là muốn đi tìm một cái sự thật để chúng ta cùng nhau có một cái chân lý để nhìn nhận. Thứ nhất, chúng ta không bị mê tín, để chúng ta bị ma mị, để người ta lợi dụng, để người ta lường gạt. Thứ hai là vấn đề từ thiện, chúng ta gửi gắm niềm tin. Và khi chúng ta gửi gắm niềm tin vào vật chất thì chúng ta cũng phải có suy nghĩ, chúng ta chia sẻ cho đồng bào lúc khó khăn, đó là cái nghĩa cử cao đẹp của dân Việt Nam chúng ta. Nên không bị lợi dụng. Và tôi cũng xin hỏi, cho tôi hỏi về tư cách là người công dân của Việt Nam, cũng là công dân của miền Trung, nơi khó khăn nhất của đất nước thường xảy ra thiên tai, và tôi đã chứng kiến nhiều cảnh thiên tai, cho hồi tâm Hoài Linh. Dù gì Hoài Linh cũng nhỏ tôi cả chục tuổi, coi như một đứa em đi. Cho tôi hỏi, Hoài Linh suy nghĩ như thế nào? Mình tự vấn bản thân mình. Tôi nói rõ, trong một người mang cả một cái đầu óc, ví dụ như một quỷ dữ đi, lúc nào cũng chưa một cái tính Phật, một cái tâm Phật bị nén đâu đó, không? Hay là kể cả những người thánh nhân cũng có khi có con quỷ dữ nén nhỏ nằm đó. Mình tự vấn lại bản thân mình đi. Khi đồng bào của miền Trung tôi đang bị thiên tai bão lụt, đang nằm trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, màn trời chiếu đất, mình đứng lên mình kêu gọi, kêu gọi cho đồng bào những người khác. Trong lúc đó là đất nước chúng ta cũng đã có dịch trước đó, bao nhiêu người cũng khổ lắm, nhưng mà cái nghĩa cử của dân Việt Nam chúng ta là lá lành đùm lá rách, chia sẻ cùng nhau lúc hoạn nạn, đóng góp gửi cho Hoài Linh cả một niềm tin, cả một trái tim của chính mình, không? Và gửi cả cái vật chất chia sẻ mình có được, có được, có những em bé có trăm ngàn cũng gửi cho mình. Rồi mình nhận niềm tin đó, là khi mình nhận cái niềm tin đó, mình đứng lên kêu gọi, Hoài Linh có biết không? Khi Hoài Linh làm cái điều đó, là cả tôi và cả tất cả dân á, là cảm động lắm, cảm động lắm. Đối với bạn đã làm cái nghĩa cử cho quê hương tôi cảm động lắm. Và nhân dân á, gửi cái niềm tin đó cho mình, đó, và gửi cả vật chất. Rồi mình á, trả lời như thế nào khi thiên tai đã qua đi, trả lời như thế nào nhân dân, đồng bào của quê tôi, quê hương miền Trung khó khăn nhất của tôi. Rồi tôi cũng muốn á, là tất cả các quý vị, mỗi người làm mỗi việc, không có cái nghề nào cao quý hơn nghề nào hết. Vì nghề nghiệp đó là mình chọn một cái nghề để duy trì sự sống, không? Để duy trì sự sống. Tôi thì làm doanh nhân, doanh nghiệp. Bạn thì làm nhà báo. Người thì làm luật sư, người làm thầy thuốc. Một người làm công việc này, công việc kia, công việc nọ. Nhưng mà tất cả chúng ta, ai cũng mong muốn có một cái xã hội chân thiện mỹ. Nhưng mà bản thân ta có thực hiện để chúng ta gấp, đầu tiên đó là chúng ta góp một con người cho xã hội này tốt đẹp hay không? Hay là có vững phút chốc nào đó chúng ta quên cả chính mình, ta quên cả cái tốt đẹp nhất của bản thân mình vốn có, rồi mình làm những cái điều sai trái? Tại sao mình không tự vấn lại bản thân? Rồi mình nói gì với đất nước mình, nói gì với đồng bào mình, nói gì với nhân dân mình, đặc biệt là nói gì với nhân dân miền Trung của tôi? Nói gì với những người đã đóng góp cho mình, đã gửi niềm tin cho mình, gửi vật chất cho mình? Hãy nói đi, hãy trả lời giùm tôi đi, trả lời với thật cái lương tâm của mình, kể cả trên một cái nền tảng của lương tri. Hãy nói đi. Và tôi nói với các bạn, ai cũng có thể che đậy, che đậy pháp luật hay là che đậy cái chuyện người đời, nhưng mà không che đậy được luật nhân quả đâu. Luật nhân quả không chừa một ai, kể cả dù vô tình này hay cố ý. Trả lời giùm cho tôi, cho tôi xin hỏi, đó là cậu em
tôi nói cho gọi là cậu em Hoài Linh. Và song song với cái việc vừa qua xảy ra lùm xùm như thế, thì có một người tôi cũng đọc trên báo, đó là anh gì Quyền Linh. Tôi thì tôi hồi giờ tôi ít cũng ngó qua lại những cái nghệ sĩ, tại công việc tôi rất nhiều. Một cái nghĩa cử xin tôi học, và một cái nghĩa cử rất là tốt đẹp. Biết mình sai, mình đi quảng cáo cái món hàng nó có 30%, mình quảng cáo thành thứ 100%, dân mình bị lường gạt. Lường gạt là gì? Trên cái giá trị thật của món đồ, nói lên sự thật như thế, làm những cái nghĩa cử như thế. Thật sự đây chính là, đó là tu đó các bạn. Tu là sửa mà. Mình biết mình có lỗi, mình sửa. Tôi thường định nghĩa Phật là gì? Phật cũng là người như chúng ta, cũng được cha mẹ sanh ra, rồi cũng lấy vợ sinh con, nhưng mà là người, nhưng mà sửa được hết các cái khiếm khuyết của con người, giác ngộ, thành Phật. Thì khi thành Phật rồi, giác ngộ rồi, thì quán chiếu được cái quá khứ, cái hiện tại và cái tương lai người để lại cho ta. Đó, biết được đó, cái con đường để chúng ta diệt đi cái phiền não đó, để chúng ta góp cái bản thân con người, chúng ta góp thành con người tốt, để góp cho, để giúp cho xã hội tốt đó. Nên đó, là chúng ta đó, tôi mong đó, rằng đó, tại sao đó, không có cứ như những người đó, mà lỡ mình sai rồi, mình thấy rồi, mình có trách nhiệm với cộng đồng, mình la lên như Quyền Linh, xin thưa tôi bái phục. Thật sự Hoài Linh, Quyền Linh là con người đang tu, đang sửa. À, và tôi hy vọng và tôi chắc chắn rằng đây sẽ là những người sẽ giác ngộ rất nhanh và sẽ là trở thành một con người trong tương lai, đã mình một lần vấp phải mà, thì không giúp cho cộng đồng rất nhiều. Để giúp cho bây giờ quản lý cái ly này đáng giá 10 đồng, chúng ta quảng cáo lên thành 100 đồng, dân mình bị lừa. Chưa chắc dân bị lừa, biết đâu người thân của mình, gia đình mình cũng bị lừa trong đó. Đó. Và kể cả những người bán những món hàng mà để chúng ta kiếm được từ những cái đồng tiền, mà bằng những cái xảo thuật quảng cáo, không phải sự thật như thế. Đó. Chúng ta kiếm đồng tiền đó, thật sự cũng khó giữ lắm. Khó giữ lắm. Các bạn thấy không, gần đây, may thay là bắt đầu 2-3 tháng trở lại đây, thì ngồi cái việc chữa bệnh, mà gọi là cái mang cái tính giống như lăng băm, hay là những cái thuốc mà gọi là ba đời gì đó, giảm đi rất nhiều. Và cái sự ma mị trong mê tín dị đoan đồng bóng cũng giảm rất nhiều. Mà bắt đầu là chúng ta giảm đi cái mê tín dị đoan, tức là con cái tinh thần của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta, và kể cả những cái gì không và chúng ta không bị người ta chăn dắt nữa. Tôi nói thật với các bạn, tôi là cái người viết về những bước về linh, nói về cái tứ bất tử của người dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi nói về là cái bản sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta, trong đó có chuyên chở rất là lớn. Dân tộc Việt Nam chúng ta là người luôn luôn biết ơn. Biết ơn, ghi ơn và nhớ ơn và niệm ơn. Đó là thờ mẫu, là một cái sự tín ngưỡng, nhớ đến ơn của tổ tiên chúng ta, những cái người có công lao với quốc gia dân tộc, như mẫu Thượng Ngàn, mẫu Liễu Hạnh và mẫu Thổi. Đó, đó là tam tòa thánh mẫu ở miền Bắc. Vào Nam thì cũng có ba vị mẫu mà nhân dân miền Nam cũng gọi, cũng tôn thờ, đó là tam tòa thánh mẫu. Đó là mẫu Thiên Yana ở Khánh Hòa, mẫu Lê Sơn Thánh Mẫu ở Tây Ninh, và mẫu Chúa Xứ ở Châu Đốc. Nhân dân chúng ta ở đây là chúng ta tín ngưỡng, chúng ta tôn thờ, chúng ta nhớ ơn, chứ không phải là chúng ta mê tín để là một sự ban phát, và chúng ta hướng đến để học ở những bậc tổ tiên chúng ta, học những gì anh hùng dân tộc như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, như Đức Thánh Nguyễn Bính Khiêm, hay là những cái gì hy sinh cho đất nước này, chúng ta học ở đó để chúng ta noi gương, để chúng ta ráng phấn đấu, chúng ta cũng trở thành những người hy sinh cho đất nước. À, chúng ta trở thành những cái con người tốt để đóng góp cho đất nước này, chứ không phải chúng ta mê tín gì đâu. Và khi con người mê tín, tôi đã từng bị mê tín rồi các bạn, nên là chúng ta thoát ra được cái mê tín. Và cái gì chúng ta cũng phải tự thân làm. Chúng ta muốn qua sông thì chúng ta lội qua, nếu nước cạn mà nếu nước sâu thì chúng ta phải bơi qua.
Nếu chúng ta không biết bơi, chúng ta đi xuồng qua. Mà đừng bao giờ chúng ta đứng đó mà chắp tay để cầu xin có một đấng cao cả nào đó để rinh chúng ta từ bên này sông mà quăng qua bên kia sông, để chúng ta không bỏ công và chúng ta vượt qua. Đó. Nên là họ chính từ cái đó mà chúng ta không bị mộng mị nữa, không bị ai lường gạt chúng ta nữa. À, qua cái việc của vợ tôi nói thật sự là kêu gào, đem lại cái thứ nhất là hiện nay là cái chuyện dẹp loạn thần y là bắt đầu tốt đẹp lắm rồi. Cái thứ hai á là đỡ đi cái sự mê tín. Cái thứ ba nữa là bán thuốc bán đồ này kia bày bà. Cái thứ tư á là đặc biệt là vấn đề từ thiện. Thì chúng ta có cơ quan lập pháp, nay mai có những chuyện nó xảy ra như thế này thì là trong cái pháp luật chúng ta đã quy định thì nó thiếu đi cái phần cá nhân. Trước đây là quy định cho tổ chức thôi, thì sẽ có những cái văn bản pháp luật giống như nghị định hay thông tư hay là có kể luật để làm sao trong cái phạm vi điều chỉnh để chúng ta có biện pháp chế tài, biện pháp chế tài để chi, để cái việc mà chia sẻ cho cộng đồng, chia sẻ cho miền Trung, chia sẻ những cái việc cấp bách, nó gọi là cứu trợ, nó sẽ trở thành một việc rất thánh thiện, rất là nhân văn và rất là tốt đẹp, và không để những cái việc không vui xảy ra. Mà tôi cũng mong một lần nữa chú Hoài Linh cố gắng trả lời giùm chị quê tôi. Và tôi cũng muốn hỏi thêm, đặc biệt là qua cái việc của Võ Hoàng Yên, tôi muốn hỏi Tịnh Độ cư sĩ, Võ Hoàng Yên có phải là người của Tịnh Độ không? Và suốt 14 năm Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh, Tịnh Độ cư sĩ có biết không? Theo tôi tìm hiểu được, trong Tịnh Độ cư sĩ là cái có gọi là phước huệ song tu. Có hai trong chữa bệnh thì có một là bốc thuốc, thứ hai nữa là châm cứu. Và không có cái pháp môn bấm huyệt, không có cái pháp môn kéo lử. Thì cái việc đó suốt 14 năm Tịnh Độ cư sĩ có biết không? Những người có trọng trách với Tịnh Độ, họ trả lời giùm tôi, Võ Hoàng Yên phải là người của Tịnh Độ hay không? Và Võ Hoàng Yên đi vận động tiền bạc để chùa từ chùa chiền đến việc từ thiện và kể cả việc chữa bệnh, Tịnh Độ cư sĩ có biết không? Có biết không? Thì trả lời giùm cho chúng tôi biết, tại chúng tôi, vợ tôi là cái người nạn nhân trong đó rất là nhiều. Mong Tịnh Độ cư sĩ lên tiếng để trả lời giùm, để cho chúng tôi biết, để cho nó rõ ràng, để rõ ràng cái việc này. Mà tôi muốn Tịnh Độ cư sĩ có trách nhiệm và đồng thời là trả lời giùm cho chúng tôi biết. Và tôi xin nói thêm là vừa qua trên các cái trang mạng là giả Facebook của tôi